Nketiah gia nhập câu lạc bộ hàng xóm của Arsenal. Tiền đạo Eddie Nketiah đã đạt thỏa thuận cá nhân với Crystal Palace và Arsenal dự kiến sẽ chấp nhận đề nghị từ đội bóng cùng thành phố London để thương vụ này sớm được hoàn tất. Nketiah rời Arsenal để tìm kiếm cơ hội đá chính. Tương lai của Eddie Nketiah đang nhận được sự quan tâm của báo chí Anh trong mùa hè này. Arsenal và tiền đạo người Anh sớm thống nhất chia tay vì điều đó tốt cho cả hai bên. Tuy nhiên, Nketiah vẫn chưa thể rời Emirates khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài ngày nữa sẽ đóng cửa. Nketiah ban đầu đã đồng ý đến Marseille nhưng đội bóng Pháp đã từ bỏ sau nhiều lần đàm phán nhưng không thể thống nhất phí chuyển nhượng với Arsenal. Marseille không muốn chi quá 25 triệu bảng cho Nketiah, còn pháo thủ muốn 30 triệu bảng. Sau khi thương vụ đến Marseille đổ bể, Nketiah đã nhận được sự quan tâm từ Nottingham và Crystal Palace. Cả hai đội bóng này đều sẵn sàng chi 30 triệu bảng cho tiền đạo người Anh. Nottingham là đội gửi đề nghị tới Arsenal trước nhưng Nketiah đã từ chối chuyển đến sân City Ground. Theo The Athletic, Crystal Palace đến sau nhưng đã nhận được cái gật đầu của Nketiah. Đội bóng phía Nam London gửi đề nghị cho Arsenal trị giá 25 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí. Phía pháo thủ dự kiến sẽ đồng ý nhả Nketiah để chuẩn bị đón tân binh Mikel Merino từ Sociedad. Với cá nhân Nketiah, anh chuẩn bị kết thúc 9 năm gắn bó với Arsenal sau khi gia nhập học viện vào năm 2015. Tổng cộng, chàng trai này đã ghi 38 bàn sau 168 lần ra sân cho đội một trên mọi đấu trường. Dưới thời huấn luyện viên Arteta, Nketiah đã có thời điểm được trọng dụng khi Gabriel Jesus dính chấn thương. Nhưng cầu thủ người Anh không thể vươn mình trở thành ngôi sao. Ngoài Nketiah, Arsenal cũng gật đầu để tiền vệ Fabio Vieira trở lại câu lạc bộ của Porto theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, câu lạc bộ Bồ Đào Nha không có nghĩa vụ bắt buộc mua Đức.